đấy, đây đây chỗ ngang ngang này này. Con ra con chơi đi con. Để chơi đi. Ai chơi không có nó lộn nha. Thế rồi, thế rồi. Đây cái thằng nào chơi nó hay chơi con nè. Ngày mai là có nhà mới ở rồi, đẹp long lanh con ạ. Mà đi nó phê vui quá, vui quá. Con tủ như kiểu hình tròn đấy nhỉ, à không, hình hình chữ nhật đấy. Giống như tụi nó đang tụ vô nhau, tụi nó nói gì thì học với nhau. Coi mặt hình mình này.